Rồi xong cái bài thu với xong cái bài ấy. Mọi người chưa hát được. Ngồi buồn nhặt lá xếp chơi, xếp thành bốn chữ lắm lông và lờ. Chân lắm lông chân vậy. Chân anh cũng lắm sẹo nhá. Biết ở đâu đây, hồi bé ngã cầu trượt này. Ngã nhiều, ngã đầu gối, dập đầu gối nhiều. Em còn bị quả đây này, ống sắt đâm vào này. Đã đâu mà ngã cầu nhiều. Xong đá bóng, phạt chân này. Đây nhá, vết này là vết ong đốt. Ong đốt cũng to. Ong đất luôn đấy, ở độ ong tre. Ong tre. Năm anh 3 tuổi. Thế bố dẫn đi về quê mẹ bên Hai Hoa Động ấy. Hôm ấy sang bên đấy, thế là con ong nó đốt một phát ở chân. Nó đốt mà phát sốt luôn. Như là ong tre. Thế đợt đấy về nhà hàng xóm cứ gọi biệt danh là ong tre. Bị ong tre đốt mà. Nó sâu hấm ở đây, nó còn ngứa đâm ra non những thứ to đùng. Để đúng không, vết ong tre đốt. Đốt độc thật đấy. Mấy hồi đấy mình trẻ con thì nó mới thành vết sẹo này, con ong tre nó đốt. Người lớn ong tre đốt còn chịu được. Trẻ con đốt chịu chết đâu rồi.